Today is January 6, 2015. Chị Hoàng Anh will sing Silent Night to cho các cô chú, các bác, các anh chị subscribe YouTube coi chị Hoàng Anh lớn and hát như thế nào. Silent Night then Holy Spirit after. All right. No, just Silent Night. Silent Night first. Chào, bao.